Thưa quý vị, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, không chỉ tạo quỹ đất sạch, phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ mà còn đầu tư các hạ tầng thiết yếu khác như điện, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Trong đó, bài toán xử lý nước thải được đặc biệt chú trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, cảnh quan môi trường và sự phát triển bền vững của thành phố. Năm 2015, Đà Nẵng quyết định đầu tư 137 tỷ đồng đầu tư giai đoạn 1 trạm xử lý nước thải Phú Lộc, công suất 40.000 khối một ngày đêm, qua đó xóa sổ điểm nóng ô nhiễm nguồn nước và mùi hôi tại khu vực cửa sông Phú Lộc. Năm 2019, thành phố tiếp tục dành hơn 300 tỷ đồng vốn ngân sách đầu tư giai đoạn 2 dự án với công suất 65.000 khối một ngày đêm. Và chỉ trong 18 tháng thi công, công ty cổ phần kỹ thuật Sinh đã hoàn thành dự án và đang triển khai vận hành thử nghiệm. Công nghệ xử lý của giai đoạn 2 thì nó có khác của giai đoạn 1. Là nó dùng công nghệ giai đoạn 1 là công nghệ SPR, còn công nghệ giai đoạn 2 là công nghệ SPR cải tiến. Nó có bổ sung thêm ngăn selector để xử lý cái litơ được hiệu quả hơn. Trong quá trình thi công và vận hành thì ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông cũng đã hết sức quan tâm đến công trình này và phối hợp với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đúng tiến độ công trình đề ra. Việc giải ngân thì là đạt rất là tốt, đã giải ngân được hiện tại là cái xây lắp đã giải ngân được 100%. Công nghệ xử lý nước thải SPR vốn được đánh giá rất cao, nay với SPR cải tiến, quy trình xử lý càng nghiêm ngặt hơn, xử lý nồng độ nitơ tốt hơn và nước thải được khử trùng bằng tia UV. Đặc biệt, trạm xử lý nước thải Phú Lộc được đầu tư hệ thống truyền dữ liệu quan trắc tự động 24/24 giờ về Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng để giám sát chất lượng nước đầu ra của trạm, quy trình vận hành tự động chất lượng nước thải sau xử lý đạt loại A. Toàn bộ nhà máy này điều khiển tự động hết. Cái nước thải của mình là được thu gom từ các quận về đây, thì cái nguồn nước của mình thì đầu tiên là nó vào cái cụm đầu vào, thì trong đó thì có cái vị trí là tách rác, thì sau khi cái nước đó nó sẽ qua là cái bể lắng cát, tiếp theo thì nó sẽ đưa tới bể trung gian hay là bể chứa của mình á, thì sau đó cái nguồn nước sẽ được bơm ra cái bốn cái bể sinh học ở phía bên ngoài kia thì xử lý. Cái nguồn nước của mình sau khi xử lý xong là sẽ đưa ra bể khử trùng bằng tia UV và đưa ra ngoài sông Phú Lộc. Như vậy hiện nay, trạm xử lý nước thải Phú Lộc đã đạt tổng công suất 105.000 khối một ngày đêm, đảm bảo việc thu gom và xử lý nước thải cho lưu vực rộng lớn của quận Liên Chiểu, Thanh Khê và quận Hải Châu. Đà Nẵng cũng đang đầu tư hàng ngàn tỷ đồng triển khai đồng loạt các dự án kiểm soát xả thải như dự án cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà, xây dựng hệ thống thu gom nước thải lưu vực ven biển và vịnh Đà Nẵng, đầu tư nâng cấp cải tạo các trạm xử lý nước thải Hòa Xuân, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu.